thưa quý vị khán giả, từ tháng 10 năm 2022, Bệnh viện mắt Gia Liễu Cà Mau đã bắt tay vào ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai đơn thuốc điện tử. Dù còn khá mới mẻ nhưng việc triển khai đơn thuốc điện tử đã góp phần giúp cho các bệnh viện kiểm soát việc kê đơn, dự trù thuốc cho từng năm, từng giai đoạn, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh, đặc biệt còn hạn chế tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Kê đơn điện tử là một trong những việc mà Bộ Y tế yêu cầu thực hiện đối với các bệnh viện trên địa bàn tỉnh nói chung và Bệnh viện mắt Gia Liễu nói riêng. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc được đầu tư nâng cấp, Bệnh viện mắt Gia Liễu đã tiến hành đăng ký với Bộ Y tế tài khoản và đồng thời chỉ đạo cho các bác sĩ triển khai thực hiện. Khi có đơn điện tử lên thì mình chỉ cần mình bấm và chữ thì nó sẽ hiện ra. Nó hiện ra thì mình cứ chọn thuốc mình bấm vô thì nó nhanh hơn là mình ngồi mình ghi. Đơn thuốc thì người bệnh sau này có đi khám mà quên mang to, mình có thể kiểm tra lại trên máy, nó sẽ hiện ra cho mình biết được trước đó bệnh nhân bị bệnh gì, thuốc mình cho sao vậy đó, mình kiểm tra lại nó dễ hơn nữa. Trước kia giống như là không có đơn điện tử mình ghi tay, bệnh nhân có quên sổ hoặc là làm mất gì đó thì mình lại mình thấy tổn thương nó khác đi rồi, mình nhìn vô mình cái không có đánh giá được giống như cái bệnh nhân lúc mới lại, thì mình có thể lẫn lộn mình cho lại cái thuốc khác hoặc là chẩn đoán khác, cho nên nó rất là thuận tiện khi mình sử dụng cái đơn điện tử, nhanh chóng thuận lợi. Người bệnh sẽ đi ra nhà thuốc nhận thuốc luôn. Nếu là bảo hiểm thì bộ phận toa bên cửa bên quầy thuốc bảo hiểm ta sẽ xử lý. Còn nếu như mà mua một cái bên dịch vụ thì ta cũng có một cái cơ số để nó ra đó họ nhận. Cái đó. Cái thứ hai nữa là mà gọi là đánh giá nó có cái hiệu quả nó là gì? Là mình sẽ xác định được cái lượng thuốc nó ra vào như thế nào và nó cho nó cái mình kiểm soát được để cho cái vấn đề mình có thể tạo cái nền tảng để mình dự trù cho năm sau. Và cái mà tôi thích nhất là kê to chuẩn mực theo phác đồ theo guideline Bộ Y tế quy định. Ví dụ như kháng sinh thì có thể cho đúng theo cái phác đồ, cho đúng theo cái tần suất mà mình đang điều trị tại cái cơ sở hạng 3, hạng 2, hạng 1, chứ không có thể là tùy ý. Bởi vì tất cả cái to của người thầy thuốc mình to là được Bộ Y tế giám sát. Từ tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành thông tư quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2022. Theo đó, thông tư quy định về nội dung và việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử, giá trị pháp lý của đơn thuốc điện tử. Đây là một trong nhiều bước tiến của ngành y tế với tầm nhìn tới năm 2030 là ứng dụng công nghệ số trong hầu hết các hoạt động, dịch vụ, hình thành nền y tế thông minh với ba nội dung chính là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh, quản trị y tế thông minh. Kính thưa quý khán giả, dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính được đánh giá là dịch vụ sẽ mang lại nhiều tiện ích cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch thủ tục hành chính. Sau hơn một năm triển khai thực hiện tại 101 xã phường thị trấn, đến nay đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, mở hướng để Cà Mau hoàn thiện các mục tiêu xây dựng dữ liệu điện tử, hồ sơ điện tử. Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là dịch vụ được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Dịch vụ này cho phép cá nhân, tổ chức có thể sử dụng bản sao điện tử được chứng thực để nộp hồ sơ trực tuyến hoàn toàn đối với các thủ tục hành chính được cung cấp trên môi trường điện tử. Cùng với đó, cán bộ, công chức tiếp nhận bản sao điện tử đã chứng thực có thể dễ dàng kiểm tra tính chính xác để giải quyết cho thủ tục tiếp theo. Chúng tôi đã làm thành thạo được cái hồ sơ chứng thực điện tử trên hệ thống. Hiện nay thì hồ sơ mà chúng tôi để tiếp nhận thì cũng khá lớn so với những đơn vị khác. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ giải quyết được những cái vấn đề mà chờ đợi cho bà con. Ví dụ như đến đây chỉ nộp hồ sơ trực tuyến, sau đó bà con về, rồi bà con sẽ nhận kết quả trên cái hệ thống trả qua cái điện thoại thông minh. Tiện lợi cho bà con, cái vấn đề thứ hai nữa là sau khi chúng tôi trả kết quả thì cái chứng thực này bà con có thể sử dụng được lâu dài. Hiện tại các đơn vị cấp huyện, các đơn vị cấp xã đều đã bố trí cán bộ để xử lý ba khâu của quy trình, từ tiếp nhận, xử lý ký, phê duyệt đóng dấu và trả kết quả. Thì thời gian qua đơn vị phường 5 đã thành lập các tổ tuyên truyền hướng dẫn người dân cũng như tổ chức cá nhân đến liên hệ thủ tục hành chính
đều nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Thì đối với chứng thực điện tử, đơn vị phường 5 cũng thực hiện khá tốt, thay cho các văn bản giấy để dùng đối chiếu giao dịch, dần hạn chế sử dụng văn bản giấy. Thì việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử thì mang lại nhiều cái hiệu quả cao, cũng như là thiết thực cho người dân, doanh nghiệp cũng như cơ quan hành chính nhà nước. Thì đến nay trên toàn địa bàn tỉnh Cà Mau thì chúng ta đã có phát sinh trên 9.400 cái hồ sơ được thực hiện chứng thực điện tử theo bản chính. Thì đây là một trong những cái dữ liệu hết sức là quan trọng, bước đầu tạo được cái tiền đề để chúng ta thực hiện các thủ tục chính trên cái môi trường điện tử. Đặc biệt là chúng ta chuyển sang chúng ta thực hiện dịch vụ công tiến theo mức độ toàn trình và dịch vụ công tiến một phần, thay cho việc mà chúng ta thực hiện dịch vụ công theo 4 mức độ trước đây. Qua thực tế, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính xuất hiện những mặt hạn chế. Đó là công tác tuyên truyền chưa lan tỏa rộng rãi trong nhân dân. Phần lớn người dân chưa quen với các giao dịch hành chính bằng phương thức điện tử. Vì thế, vẫn ưu tiên lựa chọn giao dịch bằng hình thức chứng thực trực tiếp trên giấy theo phương thức truyền thống. Là chúng ta khuyến khích người dân sử dụng các cái dịch vụ công trên môi trường mạng, rồi thực hiện theo hình thức trực tuyến, tăng cường cái thủ tục chính thực hiện theo hình thức là toàn trình lên. Rồi chúng ta sẽ đẩy mạnh các dịch vụ công khác nữa để mà chúng ta tận dụng tối đa cái nền tảng về cái cơ sở dữ liệu đối với cái bản sao, chứng thực bản sao điện tử để cho khuyến khích người dân sử dụng. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục là tập huấn để nâng cao cái khả năng chuyên môn nghiệp vụ để rút ngắn cái thời gian giải quyết chính này đối với cái cán bộ công chức có liên quan. Rồi chúng ta sẽ đẩy mạnh các cái ứng dụng, rồi chúng ta sẽ tiếp tục là sẽ trang bị thêm các thiết bị để nhằm đảm bảo cho việc khai thác có hiệu quả cái chứng thực điện tử. Trong cuộc cách mạng số hóa, đưa ứng dụng công nghệ và quản lý thủ tục hành chính đang được các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực đẩy mạnh và hoàn thiện. Việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử với dịch vụ cung cấp thủ tục hành chính quan trọng sẽ góp phần thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thank you.